let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim. No worries, let's go for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Rồi mình đã gói xong những cái đơn hàng của sáng ngày hôm nay nha các bạn. Đã một xe luôn. Rồi và những cái đơn Shopee á, thì chiều nay mình sẽ gói nha các bạn. Thì sáng này thì mình gói những bạn nào đặt hàng ở trên Facebook thôi. Đấy. Và sẵn tiện thì mình review chiếc xe đạp điện của mình luôn nha các bạn. Đây là một chiếc xe mà nó đã đồng hành của mình cũng được 2 năm mấy rồi đó các bạn. Khoảng 2 năm mấy rồi đó. Đó thì hiện tại thì mình sử dụng nó để mà chở hàng đi gửi thôi. Tại vì cái xe này nó chở được khá nhiều đồ nha các bạn. Đó. Ở dưới mình đã chở được có thể là 3 đến 4 thùng lớn rồi đó. Hôm nay thì mình chở được 2 thùng lớn với một cái hộp nhỏ. Ở trước cái gỗ cũng có thể chở luôn khá là nhiều đồ luôn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi gửi hàng nha các bạn. Và mình sẽ quay lại trên đường đi, có gì mình quay lại cho các bạn xem luôn nha. Rồi và hiện tại thì mình đang trên đường đi đến cái chỗ giao đồ nha các bạn. Thì có thể là có một vài bạn sẽ thắc mắc mình là tại sao là không nhờ mấy anh shipper anh ở nhà anh lấy đồ luôn cho nó nhanh. Tại vì trên các đơn vị vận chuyển thì nó có hỗ trợ nhận hàng tại chỗ luôn đó các bạn. Đó thì có một cái đó chính là cái thời gian. Nếu như mà mình nhờ mấy anh shipper là lấy hàng đó, thì cái thời gian của mình nó không có được chủ động lắm các bạn. Tại vì nhiều khi là có ngày đơn nhiều, có ngày đơn ít đó các bạn. Tại vì cũng có ngày các bạn ủng hộ mình nhiều thì mình gói nhiều, có ngày không ủng hộ mình ít thì mình gói ít. Thì cái thời gian của mình nó không có được gọi là đồng nhất, nó không có được chính xác cho lắm. Bởi vậy là nếu như mà nhờ mấy anh shipper là lấy hàng đó, thì có khi là mình gói hàng không có kịp đó các bạn. Thì cũng làm phiền mấy anh shipper nữa. Vì thế là mình muốn là chủ động thời gian, cho nên là bữa nào mình gói được bao nhiêu á thì mình đi tự đi gửi luôn. Đấy, tự đi gửi đến cái bưu cục luôn thì nó sẽ chủ động thời gian hơn cho mình thôi. Đó thì nói chung là gửi như vậy thì nó hơi cực một tí các bạn, nhưng mà không sao. Đấy, nó cực một tí nhưng mà các bạn ủng hộ mình là cũng rất là vui rồi nha. Rồi
Và về cái phí ship á, thì mình cũng đã nói trong một vài cái video rồi. Có thể là những cái video đó mình chim một tí vào về cái vấn đề phí ship thôi, thì nó không được rõ cho lắm. Thì một hai bữa nữa mình sẽ làm một cái video riêng về cái vấn đề phí ship cho các bạn rõ hơn nha. Để thôi, có nhiều bạn nói mình ship mắc rồi các thứ các kiểu nữa đó. Còn về vấn đề gói hàng đó thì các bạn bạn nào mà mua hàng bên mình thì cũng đã biết rồi cái cách gói hàng mình như thế nào rồi ha. Đó, mình không nói nhiều về vấn đề này nữa. Thì cái chỗ mà mình gửi đồ thì hiện tại mình gửi bên GNT và giao hàng tiết kiệm nha các bạn. Đó, thì hai bên này thì mình thấy giá cả khá là hợp lý, với lại giao hàng khá là ổn nha. Với lại bên bưu điện nữa nha. Bưu điện thì chủ yếu mình gửi bên Shopee rồi đó. Các bạn đặt hàng bên Shopee, các bạn chọn bưu điện thì mình gửi bên bưu điện. Rồi, và cái chỗ mình gửi thì nói chung nó cũng gần thôi. Mình ở trong thành phố mà, cho nên nó cũng vòng vòng, nó cũng gần thôi các bạn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi gửi hết mấy cái đống hàng này đi ha. Rồi mình sẽ quay về tâm sự với bạn tiếp nha. Và mình đã gửi xong những cái đơn hàng của sáng ngày hôm nay nha các bạn. Còn chiều nay thì mình sẽ gói luôn những đơn Shopee và gửi những đơn Shopee sau nha. Mình tính gửi luôn những cái đơn Shopee các bạn, nhưng mà buổi sáng này mình đi rồi mình quay video cho các bạn xem á. Bởi vậy là mình canh mấy camera rồi các thứ các kiểu, bởi vì nó khá là bất tiện. Thì thế là mình nếu như mà gửi luôn những đơn Shopee thì nó khá là nhiều các bạn. Rồi chở thì nó cũng không có được an toàn cho lắm, vì thế là những đơn Shopee thì mình sẽ phân vào chiều nay mình gửi nha. Còn Facebook thì sáng nay mình gửi trước đó. Rồi, thì nói chung là cái việc bán hàng online này thì nói chung là cũng khá là cực các bạn. Tại vì hiện tại thì mình làm có một mình thôi, từ việc gói hàng tới việc quảng cáo rồi làm cái thứ cái kiểu sắp hàng rồi nữa thì chỉ có một mình làm thôi, thì nó cũng khá là cực đấy. Nhưng mà được các bạn ủng hộ cũng như là anh chị ở xa đồ ủng hộ mình khá là nhiều, thì thế là đó cũng là một cái động lực nhỏ nhỏ để mà mình tiếp tục bán hàng với một cái giá là hợp lý nhất. Thì giá sản phẩm cũng như là thức ăn đồ vật dụng bên mình hiện tại bán cho các bạn á, thì nói chung là mình không biết là nó rẻ nhất hay là chưa, tại vì mình hiện tại thì mình đang gọi là ra một cái giá gọi là khá là hợp lý cho những bạn nào học sinh sinh viên thì cũng có thể mua được luôn đấy. Vì thế là giá lòng rồi mình cũng đã có giảm trong thời gian qua rồi, thì các bạn có thể tham khảo qua cái web của mình hoặc là cái Shopee của mình á, thì mình có để đường link ở dưới phần mô tả đó, các bạn có thể tham khảo nha. Giá lòng thì mình đã có giảm xuống, còn thức ăn với lại lót chuồng thì hiện tại mình bán một cái giá gọi là thấp nhất luôn rồi, thấp nhất có thể luôn rồi. Vì thế là nếu như mà các bạn mua nhiều quá thì mình có thể là mình giảm bớt một tí, hoặc là mình hỗ trợ trực tiếp vào phí ship các bạn luôn, hoặc là mình tặng thêm thức ăn đấy. Nó rất là nhiều cách để mà mình tặng thêm quà cho các bạn đấy. Thì nói chung là các bạn nào mà cần mua thức ăn nào đó thì vật dụng cho hamster thôi nha. Còn về chó mèo thì hiện tại mình chưa có dự định là làm bên chó mèo các bạn. Còn hiện tại thì mình chuyên bên hamster thôi. Thì bán bên hamster thì mình bán khá là lâu rồi, với lại mình có kinh nghiệm nuôi hamster rồi đó, thì mình bán rồi mình tư vấn cho các bạn nó sẽ chính xác hơn. Còn chó mèo thì hiện tại mình chưa có nuôi một con chó hay là một con mèo nào hết, bởi vậy là mình chưa có dám bước qua về cái ngành chó mèo đấy. Thì thời gian sắp tới không biết như thế nào, thì nếu như mà các bạn ủng hộ nhiều thì có thể là mình sẽ bán thêm những vật dụng đó nha. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc các bạn. Bây giờ mình kết thúc video đây đi, mình về mình ăn sáng cái ha. Rồi có thể là mình edit cái video này và đăng lên cho các bạn xem vào chiều nay luôn nha. Và mình làm một số công việc như là sắp xếp hàng rồi các kiểu nữa. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Và nếu như thích video này đừng quên là cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video nữa cho các bạn nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.